trời ơi trời, chuyện lạ có thật. Ô giờ bên ai nó mò về sớm quá nè. Ôi cái thằng này, thằng khùng, mở cửa, mở cửa, mở cửa ra, cái thằng khùng, mở cửa. Sĩ, mở ra. Sĩ. Dạ, anh chờ ông chủ mới về. Chị đem cái này vô cho tôi. Dạ. Ủa ba, công việc ổn không ba? Nói chung ổn. Ủa ý nghĩa gì đây con? Bữa nay đám giỗ mẹ con mà. Hả? Gì vậy ba? Ba đừng nói là đám giỗ mẹ con mà ba cũng quên rồi nha. Nhớ, nhớ xong nhớ. Đám giỗ của mẹ con là ba phải nhớ rồi. Chắc chắn là phải nhớ rồi. Tại sao cái ngày quan trọng như vậy mà mình không nhớ ra được? Ba ơi, vô đi. Con chào ba. Ừ. Công việc cũng ổn hết hả ba? Ổn. Ba ơi, con đã tìm được hôm nay ngày gì rồi? Con suy nghĩ dữ lắm á, con mới tìm được ngày hôm nay là ngày gì đó ba. Có phải ngày hôm nay là ngày tòa tháp đồ của Mỹ bị đánh bom không ba? Ngày 11 tháng 9 đó. Đúng rồi ba. Nè. Yeah. Sao mặt ba kỳ vậy? Sao ba đánh con? Hôm nay là ngày đám giỗ của mẹ vợ mày. Vậy chuyện ba không nhớ là ngày đám giỗ của mẹ hả? Con không nghĩ là ba quên ngày này luôn á. Con cũng nghĩ là ba kêu con tìm hiểu về mấy chuyện liên quan tới công việc, cho nên con cứ suy nghĩ theo hướng công việc không à. Bom thì liên quan cái chuyện gì hả? Nhưng mà sao ba lại nổi giận với con vậy? Đi bộ mày, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Dạ con ra. Nhưng mà hôm nay là ngày tòa tháp đồ của Mỹ bị đánh bom thiệt á. Trời ơi, mệt nhức đầu quá. Hả? Việc quan trọng à? Ông không đến được. Thì nói chung là cái chuyện đó, công ty nó có nhiều cái chuyện đang đi đê đó mà. Mình chẳng đặng đường, cho nên thành thật xin lỗi bà nghe. Tôi hiểu mà. Việc quan trọng. Thôi, ông cứ đi làm việc quan trọng của mình đi. Thôi, rất cảm ơn. Xin lỗi bà. Cứ tưởng là bao năm nay đón sinh nhật trong cô đơn, năm nay thì sẽ khác. Vậy mà Surprise. Bà ngạc nhiên không? Nãy giờ tôi chọc bà đó. Ông đồ quỷ sứ à. Ông xấu quá đi. Tôi có tưởng thiệt đó. Bét chút là tôi khóc rồi. Thiệt tình à. Thôi được rồi, bà đợi nha. Tôi sẽ đến tôi đón bà, nghe, nghe. Rồi, được, được. Thay quần áo, đến đón liền nha. Bây giờ phải làm sao đây? Trời ơi, bây giờ phải làm sao? Làm sao? Cô Sáu ơi. Dạ. Coi đồ ăn xong chưa, đem lên giùm con đi. Dạ dạ. Hả?
Chẳng lẽ bây giờ ngày giỗ của vợ ba rồi ba nói dối con để ba đừng đi chơi à? Ông chờ tôi có ngồi không? Không. Ủa, mà sao nhìn mặt ông hình như có chuyện gì đó thì phải? Không ơi, vì tôi đến sớm và tôi sợ trễ cho nên đến sớm để chờ bà mà. Có chuyện gì thì cũng để bữa khác đi ba. Đợi một năm có như một ngày giỗ của má con duy nhất à, mà bây giờ ba còn dời nữa. Ở đây không khí trong lành ghê vậy đó. Hay là mình ngồi nán lại đây một lát rồi hỏi đường nha ông. Được. À, mời bà. Bữa nay nhìn ông đẹp trai thiệt đó. Nhìn kỹ mới thấy ông cũng biết cách diện đồ lắm đó chứ. Ba nói với con là ba đi bệnh viện mà ba xịt nước hoa rồi ba mặc đồ đẹp nữa. Đừng có nói. Chẳng lẽ bây giờ ngày giỗ của vợ ba rồi ba nói dối con để ba đừng đi chơi à? Đừng có nói. Ông ơi, ai đó như con quá. Quá đâu phải con quá. Bà có sao không? Đây, nắm tay tôi dịu lên. Ông buông ra đi. Chỉ vì tưởng người ta là con quá, bà đỡ đẩy tôi đứng như vậy hả? Ông ơi, xin lỗi đi. Bị tôi bằng tự nhiên bà la con quá. Ông càng ngày ông càng quá đáng. Suốt ngày chỉ biết giấu giếm gì thì gặp nhau làm gì nữa. Tôi xin lỗi mà. Tiếp tục bước vào hệ lạc lúc như vậy nữa đâu. Quá ơi, ông ta không liệu ơi. Thôi mà xin lỗi. Liễu, tại vì tôi hết hồn thôi mà Liễu. Ông buông ra đi mà kệ tôi. Liễu à, công lại nhìn làm ai đó rồi không biết làm gì tôi nữa. Làm ơn đi mà. Alo, bà có sao không? Rồi. Có sao không? Thằng kia phải đứng lại. Đứng lại. Gì mày? Mày đứng lại nha. Mày đứng lại. Mày không làm gì vậy? Tao nói cho mày biết, mày đúng người đàn bà đó. Tại sao mày không xin lỗi? Quay lại xin lỗi. Này, không có đâu. Bà đụng vào tôi mà. Không đâu. Tao thấy rõ họ rằng mày quay lại xin lỗi. Quay lên. Không. Thôi đi mà. Đó đó. Nhà ta trong cuộc cái nhà ta nói thôi rồi. Ông là cái thá gì mà ông ồn ào ấy? Mày nói tao là cái thá gì? Nói cho mày biết tao là tao là người yêu của người đàn bà đây. Bà ta là Lê Lôi thì công tàng tôn nữ lễ liễu. Còn tao là Đỗ Tú Tài, bạn trai của bà. Trời ơi, tôi xin lỗi đi mà. Trời ơi, có ai xưng tên đâu mà ông xưng tên thế này. Trời ông đánh tôi. Ôi bơ là ngước ơi. Thì được rồi, bây giờ bác khai tên và địa chỉ giùm con. Có cần phải khai cái đó không? Có chứ, bác là người đã chủ động tấn công trước. Bác điền đầy đủ thông tin vào trong biên bản này. Nhưng mà mấy anh có liên lạc rồi báo cho gia đình tôi không? Thì đương nhiên là có. Bác điền thông tin nhanh giúp con. Bác ơi, bác. Tên tôi là Đỗ Tú Vi. Hiện tại bác đang sống ở đâu? Nhà nó ở Củ Chi. Em ơi, ở nhà hết nến rồi, để anh ra ngoài mua nha. Anh đi mua giùm em đi. Dạ bác à. Dạ. Con đi kiểm tra tất cả rồi, không ai tên là Đỗ Tú Vi ở khu vực đó cả. Có phải bác đã cố tình khai tên hoặc địa chỉ giả đúng không? Không, ba má đặt tên là Đỗ Tú Vi là cứ Đỗ Tú Vi thôi. Ủa, sao hồi chiều ông ấy tự xưng là Đỗ Tú Tài mà? Đỗ nào? Thì hồi chiều lúc ở công viên đó. Ông tưởng tượng á. Bác à, tên thật của bác trai là gì ạ? Thì người ta nói là Đỗ Tú Vi, có nghĩa là Đỗ Tú Vi. Bây giờ tôi về được chưa? Dạ được. Liễu,
chờ tôi với. Liễu, Liễu, bác ơi, buông tôi ra. Mình chưa xong đâu bác. Phải để tôi nói. Liễu, bác ơi, anh buông tôi ra. Tôi khai hết rồi. Bà vừa cười khai hết rồi. Buông ra. Chưa đúng không? Bà đang làm việc tiếp bác ơi. Vậy hôm nay làm đám giỗ trễ là tại ba hả? Mày nói cái gì? Nè, nói cho mày biết, con qua nó mà biết chuyện này ha, là ngày nay năm sau là giỗ của con, hiểu chưa? Dạ, dạ, ba cứ yên tâm, con sẽ tuyệt đối không bao giờ hé miệng, ba hãy tin ở con. Ngậm miệng lại, giữ bí mật. Dạ, con hứa mà. Hai người làm cái gì mà sành xì vậy? Rồi làm gì mà giật mình vậy? Giật mình... Giật mình đâu mà giật mình, cái con này. Sao tự nhiên anh đi chung về với ba vậy? À, anh đi mua nến, cái anh gặp ba. Gặp ở trên đường. Ba đi thăm bệnh về gặp nó ở trên đường, hiểu chưa? Đi mua nến rồi gặp ba. Nến đâu? Nến đâu? Đi gặp ba trước rồi mới đi mua nến. À, vậy đó. Nói cái gì vậy? Anh mới nói với em là anh đi mua nến rồi gặp ba. Bây giờ nói gặp ba là mua nến là sao? Có nghĩa là ý chồng con nó nói là gặp ba trước rồi sau đó nó mới đi mua nến, con hiểu không? À, đúng, bà đã đúng á. Gặp ba trên đường đi về. Hai người bữa nay có chuyện gì vậy? Chuyện gì là chuyện gì? Có cái gì đó mà mày hạch hỏi gì kỳ vậy? Không nói thì thôi. Vậy bây giờ anh nói anh đi mua nến. Nến đâu? Nến đâu? Cái thằng này đầu óc chồng con bây giờ nó lung tung lắm. Quên trước quên sau. Quên nến ở chỗ mua rồi phải không? dạ đúng rồi. Con quên nến ở chỗ mua. Để anh đi lấy. Con đi. Mau lên. Sao bao nhiêu nhà đi? Ngốc. Ngốc. Ủa, ba đâu ra đây vậy? Còn hỏi nữa hả? Tao phải trốn vợ mày, tao ra ngoài đây tao chạy theo mày. Trời ơi trời. Mày lỡ mày nói là mày đi mua nến rồi mày mới gặp tao thì cứ vậy mà nói đi. Mày nói ngược lại đi chi? Vợ mày giờ nó nghi ngờ rồi. Dạ, tại lúc đó con không có cầm nến trong tay cho nên. Sao mày không biết nói là em ơi, tại vì anh để quên nếm ở tiệm và anh quay lại lấy vậy thôi. Ha, sao con không nghĩ ra ta? Ha. Con ơi, con ngu quá con ơi. Giao bí mật cho cái thằng ngu như mày thì tao là cái thằng ngu ngốc nè. Con ngu thiệt đúng không ba? Bây giờ tao không cần biết nha. Những gì mày làm thì bây giờ mày phải chịu trách nhiệm, hiểu không? Dạ, con sẽ chịu trách nhiệm. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ không bao giờ mở miệng. Người ta thường nói mà, không? Làm chung với những kẻ ngu ngốc là tự sát. Quả là không sai. Bây giờ không nói nhiều, rác con tự bày ra thì bây giờ con tự dọn đi. Giờ đi lên. Bây giờ em hỏi anh một lần nữa, anh có khai hay không? Anh nói là anh không biết gì hết tiệm à. Anh nói không biết thiệt mà. Anh tưởng em là đồ ngốc hả? Bây giờ anh có khai hay không? Khai không? Ngày hôm qua ba không hề đi thăm bệnh, đúng hay không? Trời ơi, hỏi chưa trả lời nữa là nghỉ rồi. Xin lỗi. Chị ơi, có điện thoại trượt. Bây giờ không trả lời đúng không? Ba làm gì vậy ba? Làm gì? Có gì đâu làm. Bây giờ em đếm 1 tới 5 mà anh không trả lời em là anh biết tay em. 1 nè, 2 nè. Trời ơi, không biết vậy rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Sao vô phòng không có cửa? Trường gọi điện thoại tới chị nè. Cảm ơn em. Anh, lát vô phòng em lấy bông băng thuốc đỏ nha. Để tôi nghe ạ. Ba định đánh chị hả ba? Định cục sinh. Nhiều chuyện. Dạ. Dạ tôi biết rồi. Dạ. Dạ tôi sẽ lên trường liền. Dạ. Dạ.
Hên cho anh đó, lát nữa về đi rồi tôi xử anh sao. Dân anh lên. Trước khi đi có một xử cái nữa hả? Dân anh lên. Kẹp lại. Giữ nguyên hiện trường này, lát về tôi xử lại bên kia. Sao rồi, sao rồi, sao rồi, sao rồi? Về nhà ba. Nó làm cái gì con? Hả? Kể cho ba nghe. Cô ấy tra tấn cánh tả của con. Trời, ông nhưng mà chịu đựng dữ vậy. Ba chịu đựng nổi không? Quan trọng ở đây á là không cho nó biết, hiểu không? Con biết rồi, nhưng mà con nghĩ không nói thiệt không được đâu ba ơi. Bây giờ mình còn cách nào biện minh khác không ba? Biện minh cái con khỉ, bây giờ nói khác con này nó nghi ngờ liền. Ở đây là gì? Giữ bí mật, bây giờ con phải chịu trách nhiệm cái lời của con nói. Không cho nó biết, hiểu chưa? Dạ, nếu như vậy cô ấy sẽ không dừng lại ở cánh tả đâu, mà còn sẽ chuyển qua cánh hữu. Chịu đựng, chịu đựng. Dạ, con biết rồi, con sẽ chịu đựng vì ba mà. Ba sao vậy? Nó về hả? Dạ đâu có. Mày làm hết hồn mày. Con đi dưỡng thương mà. Ông tìm ai? Ông Liễu. Ông Đỗ Tú Vi. Ông gặp tôi có chuyện gì không? Liễu ơi. Ông từ Củ Chi lên Sài Gòn có chuyện gì không vậy? Bà đừng có giận tôi nữa mà Liễu. Nè, ông tham quan Sài Gòn vui vẻ nha. Bữa nay tôi bận rồi, không rảnh đi tiếp ông đâu. Làm ơn cho tôi cơ hội. Ông đi đừng có đụng tôi. Bà Liễu ơi. Ông buông ra. Buông ra đi mà, không được nói câu nào nữa. Làm ơn cho tôi vào, tôi rất là bận. Cho tôi giải thích đi mà. Liễu ơi, Liễu ơi, bị hôm qua là cái ngày ngày đám giỗ của vợ của anh cô của tôi mà. Liễu, Liễu. Ông vừa nói cái gì? Là đám giỗ của vợ ông à? Ừ. Chuyện này rất là quan trọng, sao không nói cho tôi biết trước? Ông này thiệt tình là tại sao không nói cho tôi biết chứ? Vở kịch đó đó, lúc nào mình coi lại chẳng được hả ông? Đột quỷ à. Giá như ông nói cho tôi biết trước á thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi. Bị hôm qua tôi phải bỏ cả cái đám giỗ đó để mà tôi đi với bà. Mà nếu con qua mà nó biết được á, nó sẽ không để yên đâu, bà cũng biết tính nó mà. Cứ nghĩ là bà phải tổ chức sinh nhật trong cô đơn lạnh lẽo, tôi đau lòng lắm. Tôi muốn là tổ chức cái sinh nhật cho bà thật hạnh phúc. Ông mà đừng nói nữa, tôi hiểu mà. Xin lỗi Liễu nha. Mà tôi đói bụng quá. Hay là tụi mình đi ăn món gì nha. Tôi ưu tiên cho ông chọn trước á. Ông thích món gì tôi sẽ ăn món đó. Bà thích món gì là tôi ăn món đó luôn. Tôi sao cũng được. Giờ tới đá củi tôi ăn còn thấy ngon mà. Thiệt hả? Thiệt. Nhớ nhà. Nè, ông ăn đi. Ngon không? Anh Ngọc. Anh Ngọc. Anh đứng lại đây cho tôi. Ủa, anh tưởng anh trốn tôi được hả? Ủa, đang đi toilet mà đi ra ngoài. Đứng lại. Đi ra đây. Anh trốn em hả? Không, không, không biết thiệt mà. Không biết. Ai à, đâu à trời. Bây giờ anh có khai không? Anh với bà đang làm cái gì hả? À, chung coi à. Ở ngoài đó đừng có la nữa, trong này quan tâm lắm. Hai bà lên. Năng lượng mặt trời có lên. À. Cứu con mẹ ơi. Sao rồi? Con lại ra không được nữa hả?
xuống đây. Đây nè, con có nói gì cho nó biết không? Dạ, hả? Dạ không. Bà ơi, với tính cách của cậu, trước sau gì cậu cũng sẽ tìm hiểu ra thôi. Bà coi cách giải quyết giúp con, mà con chết bà. Không được nói nghe chưa. Với tính cách nguồn gốc của con á, chỉ có cách đó là cách duy nhất. Chịu dở vậy? Chịu dở chút xíu mà đang đau 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 cái gì? Thì gồng lên, dán cái miệng lại, hiểu không? Nhắc lại lần cuối, rác mà con thải ra đó là con phải tự dọn nghe chưa? Trời ơi! Anh đâu rồi? Anh lại đây cho tôi. Chết cột bà. 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 Cô đi ra. Anh ngã. Cô còn đi mà. Trời ơi. Mày lên phòng của mày đi. Không được đâu. Đi. Vô trong kia cũng được. Vô trong kia đi. Không. Giúp. Anh chết đằng cho tôi nghe chưa? Anh đâu rồi? Hả? Thằng thiệt tình ngu ngốc. Anh đi ra đây cho tôi. Ra đây. Em biết anh ở trong này mà. Anh trốn hả? Đi ra đây. Để một cái bà đi vào đó không? Anh không biết gì hết kìa. Không biết hả? Không biết hả? Không biết mà. Không biết. Ôi da. Chết làm với tôi nghe chưa? Ây da, anh không biết thiệt mà. Ây da, ây da. Trời. Cái gì mà la dữ vậy? Gãy tay anh rồi. Trời ơi, Sĩ ơi, em để em bị gãy tay rồi nè. Sĩ ơi, anh để em bị gãy tay rồi kìa. Trời ơi, sao rồi con? Gãy tay rồi hả? Trời ơi, làm sao giờ? Con ráng. Sorry. Ráng chịu kiên cường. Phải kiên cường lên con ơi. Con sẽ chịu trách nhiệm. Ráng luôn. Bày tâm con sẽ chịu trách nhiệm mà. Thôi không có nói ba trong mày. Không có nói ba trong mày. Anh đâu chưa? Anh ở trong kìa, nhanh lên. Sao đi gãy tay dữ vậy anh? Anh thấy có sao không? Thấy tám ông sao luôn gì sao? Đau quá à. Đưa đi bệnh viện liền đi. Dạ anh cố gắng chút xíu nha. Đứng dậy thêm. Đứng dậy được không? Được chứ được. Dạ đau quá à. Chết được rồi. Cái gì mà yếu ớt quá à? Dạ không sao, không sao, không sao, không sao đâu. Không sao đâu. Lễ Quy, con phải luôn giữ khí tiết nha con. Giữ khí tiết cho ba. Ủa? Ủa? Dạ. Cô sao lấy đồ đi giặt hả? Dạ. Ê, khoan đã. Dạ có chuyện gì cô? Ừ, đưa cho con đi. Nó dơ lắm rồi, để tôi đi giặt. Đưa đây cho con. Dạ. Ờ, cô đi làm việc gì thì làm đi. Dạ. Ngựa hoang là ăn pháo của mày. Suy nghĩ cái gì nữa, thua đại đi con ơi. Làm gì cũng dòm ba dữ vậy, như muốn ăn tươi nuốt sống ba vậy. Ba. Ba với cô hiệu phó có gì với nhau đúng không? Sao hỏi cái vụ này hoài vậy? Tao nói bao nhiêu lần mà con vẫn không tin à? Có chắc là ba với cô hiệu phó không có gì với nhau không? Chắc. Ừ. Vậy thì con hiểu rồi. À ba ba. Gì nữa? Ba có nhớ cái câu mà ba hứa với tụi con sau khi mẹ con qua đời không ba? Nhớ sao không? Ba nhớ là được rồi. Con hiểu rồi. Vợ con hôm nay bị gì vậy ba? Sao tự nhiên nhắc tới mẹ làm chi vậy? Ủa bà. Ủa. 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 Gì vậy? Ủa. 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 Tại sao mày làm cái gì? Làm lưng phòng của con chứ.
ba bình tĩnh, bình tĩnh. Con nói rồi, con hãy hụt bụi giang vào mắt. Cậu hổ dục chứ không có thể cái chuyện kia. Đứng lại, đứng lại đó, đứng lại đó. Tôi nói bà là hiểu lầm. Không hiểu lầm. Nghĩ hả? Nghĩ hả? Bà ơi, tôi... Ông con... Không có... Chứ... Bà ơi! Nè, nhấn cái nút này thôi là quay được phải không em? Dạ đúng rồi chị. Nhưng mà chị Dũng mới quay để làm gì? Chị có công chuyện. Ba. Ừ. Bác sĩ nói là chừng nào con tháo bột. Dạ ngày mai tháo được rồi ba. Dạo này con có thấy vợ con nó có cái gì bí mật lắm không? Con thấy đâu có gì bí mật đâu ba. Mà có chuyện gì hả ba? Không, qua nè. Nó cứ lén la lén lút. Để con là chồng nó thì sao cũng hỏi là cái chuyện gì. Nhưng mà có chuyện gì hả ba? Thì nói là đó, nó bị lén, nó cứ lén lút làm như nó đang điều tra, nó nghi ngờ cái gì đó. Nó có nói gì với con không? Dạ không, nhưng mà có chuyện gì ba? Sao mà nó ngu dữ vậy ta? Có chuyện gì hả ba? Thôi, mày đi rồi, ra ngoài. Dạ. Mau lên. Phải có cái chuyện gì đấy. Dạ, chú giáo rồi con. Chú gọi hồi nào? Bốn cái tiếng đó là cái tiếng gọi hả? Đó là khối u não. Bị u não sao? Phải. Rồi, tới giai đoạn nào rồi thưa bác sĩ? Rồi có trị được không bác sĩ? Khối u đã lan sang rất nhiều chỗ. Kết quả xét nghiệm cho thấy nó đang tiếp tục di căn. Rồi sao nữa bác sĩ? Nếu phẫu thuật thì kết quả thành công cũng rất là thấp. Em ơi. Ông không dám dát cái mặt của đây nữa hả? Đồ xấu xa tồi bại. Đi ra ngoài. Đi. Mẹ ơi, mẹ giữ gìn sức khỏe mọi người. Khổ quá con ơi. Đi mau. Bà hiểu lầm rồi. Chuyện không phải là như vậy đâu. Mẹ, cho con giải thích đi mẹ. Nghe mẹ, mẹ đừng có giận. Hiểu lầm. Dạ. Mẹ không có hiểu lầm. Đi ra mau. Đi ra. Tôi không muốn thấy cái mặt ông. Tôi không muốn thấy cái mặt ông. Đi. Bà đi ra ngoài đi. Mẹ ơi. Đừng có qua. Mẹ ơi, con thương mẹ. Mẹ quá con ơi. Đi mau. Nói rồi không nghe. Ba. Hả? Đi ra ngoài đi, ở đây mẹ xô tùm lum tà la hết rồi kìa. Mẹ. Mẹ muốn ăn uống gì không mẹ? Mẹ không thiết tha ăn uống gì hết đứa con ơi.